Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đề nghị dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ cho do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Trước đó vào ngày 13 tháng 9, Cục đã đề nghị miễn phí đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí. Tuy nhiên, theo báo cáo của một số doanh nghiệp dự án, thì có một số xe đã lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ và không mua vé khi qua trạm, gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí. Để ổn định công tác tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ của doanh nghiệp dự án, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, VOC dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm kể từ ngày 13 tháng 10. Do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lên nhanh kết hợp với chiều cường nên đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Tiền, đoạn thuộc phường 11 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vụ sạt lở với chiều dài ảnh hưởng khoảng 130m, trong đó đoạn sạt lở nghiêm trọng có chiều dài 80m, ăn sâu vào đất liền khoảng từ 20m đến 30m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm mất diện tích đất khoảng 2.000m² và một số tài sản, ảnh hưởng cuộc sống của 5 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu. Ngay sau khi sạt lở, lực lượng tại chỗ của địa phương đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng hỗ trợ khắc phục, di dời tài sản của những hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Lãnh đạo thành phố Cao Lãnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng một hộ cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai hơn 60 dự án ưu tiên thuộc đề án thành phố thông minh với tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với quyết tâm xây dựng địa phương thành thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý và điều hành. Đà Nẵng hiện đã lắp đặt hơn 34.000 camera giám sát trên toàn địa bàn ngay từ năm 2017. Mới đây, địa phương tiếp tục đầu tư hệ thống giám sát giao thông thông minh hơn 400 tỷ đồng, mang lại hiệu quả về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các hẻm kiệt đều lắp đặt hệ thống camera an ninh của tổ dân phố. Qua đó thì cũng phục vụ cho công tác điều tra tội phạm của công an phường, giúp cho công an phường cũng điều tra được nhiều vụ trộm cắp. Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC Đà Nẵng hoạt động từ tháng 8 năm 2023, thu thập thông tin, dữ liệu từ địa phương, cơ quan, cộng đồng nhằm phân tích, đưa ra số liệu để lãnh đạo chỉ đạo điều hành, triển khai chính quyền đô thị. Đặc biệt, phát hiện và cảnh báo sớm các vấn đề, sự kiện bất thường, thiên tai, dịch bệnh. Trung tâm sẽ giúp cho việc theo dõi, xử lý hồ sơ dịch vụ công hay là đơn thư khiếu nại hay là tất cả các việc khác là của cơ quan nước nhanh hơn, chính xác hơn. Trung tâm cũng giám sát để mà thành phố xử lý những cái thông tin hiện trường với những ô nhiễm, mưa ngập. Trung tâm cũng cung cấp dữ liệu mở và những cái dịch vụ phát triển kinh tế để doanh nghiệp phát triển kinh tế tốt hơn. Tiếp xúc với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cử tri cho rằng một đô thị thông minh phải có công nghệ thông minh, hệ thống cảm biến thu thập thông tin và dữ liệu từ môi trường xung quanh. Đây là cách quản lý của các quốc gia tiên tiến, điển hình như Singapore. Vi phạm về trật tự môi trường, vệ sinh vân vân thì được các cái công nghệ thông minh đưa về trung tâm dữ liệu và cái cơ quan quản lý về cái nội dung này thì người ta cập nhật và xử phạt. Vừa qua, Đà Nẵng cũng có văn bản chính thức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn với 48 chỉ tiêu chuyển đổi số cần thực hiện trong năm 2024. Gồm nhiều chỉ tiêu chính quyền số, kinh tế số và chỉ tiêu xã hội số. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đã vượt xa kết quả toàn quốc năm 2023 như tỷ lệ hồ sơ hành chính công trực tuyến, tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội 2024 vừa diễn ra tối qua tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây đã là lần thứ 17 giải thưởng được tổ chức, khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của giải thưởng đối với nhân dân thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội 2024 nhận được tổng cộng 54 hồ sơ đề cử ban đầu. Qua các vòng sơ khảo, trung khảo, Hội đồng giám khảo đã quyết định trao 4 giải thưởng trên tổng số 9 đề cử chính thức. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất, giải thưởng lớn, đã được trao cho giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính, một hiệp sĩ của những di tích kiến trúc. Bên cạnh đó là 3 giải đồng hạng mang tên giải tác phẩm, giải ý tưởng và giải việc làm. Hà Nội là một thành phố mà có rất nhiều giá trị về mặt di sản.
và chúng ta cần phải làm cho những cái di sản đấy nó được phát huy tối đa cái sức sống của nó. Cố gắng của mình thì cũng đã được ban tổ chức cũng như là các nhà chuyên môn ghi nhận, thì chúng tôi cảm thấy là vô cùng xúc động, vô cùng tự hào và hạnh phúc. Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam và gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008 nhằm trao cho các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật cao, thấm đượm tình yêu Hà Nội. Trải qua 17 mùa giải, đã có gần 80 giải thưởng được trao, trong đó có 16 giải thưởng lớn, khẳng định uy tín của giải thưởng trong hệ thống giải thưởng chung của Hà Nội. Khi em xem cái lễ trao giải Bùi Xuân Phái này, em thấy là đối với những người trẻ đêm sẽ có thể có những cái góc nhìn mới hơn về Hà Nội và có thể cảm thấy rằng mình yêu Hà Nội hơn. Qua nhiều lần tổ chức, giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội không chỉ là sự kiện mang tính công nhận, vinh danh cá nhân, tổ chức đơn thuần, mà còn là một giải thưởng đậm chất nhân văn nhằm truyền động lực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ngày nay biết tới những tình yêu Hà Nội sâu sắc, để từ đó thêm yêu Hà Nội, phấn đấu xây dựng và phát triển thủ đô ngày càng vươn lên, xứng đáng với danh hiệu thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố hòa bình, phát triển và không ngừng sáng tạo. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 10 năm 1954 đánh dấu sự kiện lịch sử quan trọng đối với nhân dân cả nước nói chung và người dân Hà Nội nói riêng. Đó là ngày tiếp quản thủ đô. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, nhà hát Hồ Gươm đã tổ chức buổi hòa nhạc Thắp sáng niềm tin. Khán giả thủ đô đã có một đêm thưởng thức nghệ thuật đầy cảm xúc. Hòa nhạc Thắp sáng niềm tin đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc rất riêng của Hà Nội để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu đẹp về tình yêu Tổ quốc, về thủ đô Hà Nội như giai điệu Tổ quốc, người Hà Nội, tiến về Hà Nội. Đặc biệt, hòa nhạc Thắp sáng niềm tin cũng là dịp để các nghệ sĩ trải lòng với tình yêu Hà Nội. Ngày hôm nay khi mà được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô, lần đầu tiên mình được trải lòng với Hà Nội bằng chính những cái cảm xúc của một người rất là trẻ. Những sáng tác về Hà Nội ngày một dày thêm khiến Hà Nội trở thành thành phố đặc biệt trên thế giới, có nhiều tác phẩm không chỉ ghi đậm dấu ấn lịch sử mà còn là những bức tranh âm thanh giàu màu sắc về một Hà Nội cổ kính, thanh lịch, linh thiêng và hào hoa. Với lứa tuổi của tôi thì nghe những cái bài hát này thì rất là có cảm xúc, nhất là cái dịp kỷ niệm 70 năm này thì lại cảm xúc lại càng nhiều hơn với cái không khí ở ngoài. Và tôi cũng rất là cảm ơn là những cái đơn vị mà tổ chức đã làm ra được những cái này cho những người mà yêu như tôi được thưởng thức. Hà Nội đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực âm nhạc, với nhiều góc nhìn, cách cảm của các nhạc sĩ. Hòa nhạc Thắp sáng niềm tin cũng thêm một lần nữa thể hiện tình yêu của nhân dân với thủ đô Hà Nội.